này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, em Bi xin chào bạn nha. Thì hôm nay Bi sẽ bắt cua thật là dễ dàng luôn nè, các bạn biết chưa? Trời ơi, rất là đã luôn nha. Thì các bạn biết gì không? Tại vì cái đường này rất là dài nhưng mà nó bắt rất là dễ luôn. Các bạn vừa vô thì các bạn thấy cái chỗ này bắt rất là dễ dàng luôn nè các bạn. Các bạn thấy chưa? Em đi, em đi không bắt luôn. Trời ơi, đó. Bây giờ em sẽ bắt bạn đầu tiên. Mang này thì mấy bạn nào mà chưa biết bắt á thì cứ đi giống Happy vậy nè, đi bình thường đi. Còn cái này là mình đi đến cái cầu thang hay gì nè. Wow, cầu thang rất là đẹp luôn nha bạn ơi. Đó. Cái cầu thang này nếu mà mình dừng lại thì mình sẽ bị té, tại vì nó biến mất vậy đó. Trời ơi, chưa nói dứt câu nữa là té rồi nè. Nó dễ nhưng mà nó có gió nha bạn. Rồi xong, bây giờ em sẽ qua màn tiếp theo, đó chính là cái giác giác vuông vuông gì nè. Rồi xong, lên. Ok, vàng. Xin biển. Ok, vàng này. Nè, nè. Vàng này. Rồi vàng anh. Vàng này. Này, nè. Hello. Cuối cùng Bi không biết là gì hết á. Ây da, gì vậy trời? À trời, màu này nè. Trời ơi, Bi không biết luôn. Mình tưởng là mình bắt qua vậy là mình được. Không có nha, không hề. Thí. Trời ơi, chặn đường Bi nữa chứ. Thí. Ok xong, đi qua bên đây. Ui, Happy thích màu xanh mà còn gặp cái màu xanh nữa là tuyệt vời luôn nha bạn ơi. Rồi xong, Happy sẽ đi qua bên này. Rồi, cái màn này cũng dễ nha bạn ơi. Tại vì bắt cua rất là dễ dàng, Happy té hoài luôn á. Happy thích bắt cua lắm. Nhưng mà Happy bắt hơi bị dở luôn. Trời, tội nghiệp bạn, nó qua đi gì cũng té nữa. Hello bạn. Nhanh lên, cố lên. Woo. Ui hay ta, trời ơi anh hay ghê. Rồi xong. Nhảy lên. Không là mình sẽ bị bay ra ngoài. Tại vì cái này bắt cua rất là dễ dàng nha bạn. Ai mà bắt không được chắc hay bị năn nỉ luôn á. Ai mà không biết bắt cua á bạn. Chỗ này thì đi dễ rồi. Chỗ này đi cũng bình thường. Không có làm khó được Happy đâu. Wow. Đến một cái màn rất là vui luôn nha các bạn ơi. Trời ơi, mấy cái bạn này có hay đẩy tụi mình á, có hay đẩy Happy với lại gọi là chen á, lớn. Chen lớn. Này này, tím. Ok, này. Cuối cùng cái là té cái thôi là thôi. Ok, cảm ơn bạn nha. Bạn này đang giúp Happy đi nè. Đi lẹ bạn ơi. Đúng rồi, nhảy đi. Đi nè, trời ơi, bạn này tốt chứ. Hồi nãy Happy giúp bạn á. Cái giờ bạn đã giúp Happy. Đó, trời ơi, bạn nó còn. Hello. Ôi trời, chúng ta sẽ đi mấy cái đường chéo chéo này nè. Nó không có cần cái này mà mấy bạn nào mà chưa biết bắt á, mấy bạn nó cứ đi theo mấy cái đường này. Ok, đây mình sẽ chụp bạn nó. Trời ơi, vui đi. Trời ơi, cái gì vậy, nó làm gì vậy nè. Ok đi. Ập. Rồi xong, ập mặt xuống. Trời ơi, đụng ngay cái đít luôn. Mày nó cũng trúng ngay chỗ hai bay luôn. Hey, you, yeah, hai bay phải la làng lên gì đó. Ê. La lên cũng không có tác dụng. La lên chỉ làm hết hồn và hết hơi thôi bạn ơi. Chưa. Trời ơi, cái chỗ này. Ôi, cái đường này giống trong Lấy Tôi Ra Đỏ các bạn.
Đợi lát luôn. Chúng ngay cái đó là mình sẽ bị bay. Ngay cái mày mắc cua, bạn nào mà để ý sẽ nhớ liền. Ây da, ây da, té rồi bạn ơi, trời ơi, xui chưa. Thôi chúng ta sẽ bắt tiếp nha bạn ơi. Hí, hí, hí. Ua, nên, các bạn ơi. Không nên gì hết, trời ơi, các bạn ơi. Tự nhiên sắp tới đó rồi mà mình, nghĩa là mình té mấy cày. Tức. Đây trời, cái mày này giống như đầu tiên quá bạn. Nhìn y chang. Đi nhanh lên. Wow, wow. Ôi các bạn nhìn nè, trời ơi xịn chưa? Trồng từng màu lên. Đã quá các bạn. Mấy cái này hay thiệt chứ. Ấy, ấy. Wow. Ui, ui, ui. Yeah. Ok. Ui ui, mém té, mém té. Mém xe lẹ. Là bay. Hí. Xích vô, xích vô. Đó, bây giờ hí, Happy không di chuyển màn hình luôn. Happy chỉ đi vậy thôi. Nó mày thấy hay chưa, lạ chưa. Nhưng mà tới khúc quẹo cũng phải. Ây da. Té rồi. Hí. Hí. Wow. À. Té rồi bạn ơi. Ơi. Té rồi, ôi trời ơi. Ây da. Hí. 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 Wow. Yeah. Woo. Tới đất. Chưa tới đất đâu. Còn xa lắm mấy bạn ơi. Tức 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 qua đây. Hí. Hí. Sợ thì chứ không sợ, không sợ mà té, không sợ mà té là sao trời ơi. Em bị sợ rain mà tới đó, sắp tới đó rồi bạn ơi. Wow. Wow. Bắt cua cực dễ, nhưng mà dễ nên mới được, nó mới lao nha bạn. Hí. Hí. Vô đó là mình sẽ bị phỏng chân rồi. Ây da. Hí. 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 Ghê chưa? Thì bị đáng luôn á. Ui nhìn nãy bạn ơi. Ui nhìn ảo ghê. Đi 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 đi. Đi vô màu xanh coi bi. Đó đã chưa. Trời ơi mình đi tới màu này nó biến mất. Ui bây giờ nó chạy lại cái màu nè. Đã quá. Ui hồi nãy Happy bắt bên đây nè. Happy thấy ở đây nè. Rồi bây giờ Happy đã đến bên này rồi. Hãy cố lên. Tới màn cuối hình như có cái trò chơi. Có cái trò chơi đó các bạn ơi. Cố lên. Xong. Đi xuống luôn. Không có cần nhầm nhò. Không có nhầm nhòi hết. Các bạn biết gì không? Các bạn không có cần bắt méo qua méo lại. Các bạn cứ bắt một đường giống như Happy vậy đi. Chỗ này giống chỗ mới vô quá. Oh my god. Happy tưởng này chổng mới vô không luôn á. Happy tưởng là tự nhiên mình bị rớt xuống nên chổng mới vô. Không, không nha. Happy không có bị gì hết á. Nhìn giống như chổng mới vô á bạn ơi. Bắt cái này xong rồi hôm nay. Bạn nào mà sắp tới rồi bạn ơi, sắp tới đích rồi. Nhìn kìa. Kìa các bạn ơi, nhìn bên đây nè. Ây da, Happy đâu có quay qua đâu cho bạn xem đúng không? Chờ chút. Đó. Sắp tới rồi. Ui. Hi. Yo. Trời. Tức quá các bạn ơi. Ui. Ui. Ha. Hi. Yo. Wow. Woo. Bu bu. Lậm đít. Hi. Không phải lậm đít đâu. Mấy bạn này kỳ quá. Có mấy bạn không đi được cái mấy bạn nó bắt ngược lại. Happy cái này Happy chỉ cần đi thôi, Happy không có cần gì hết. Quay. Mấy bạn nào thích ảo quá các bạn vô đây nè. Trời ơi nhìn mấy cái màu nè. Ui nhìn ở trên cái tường đó nha. Nhìn ảo ghê á. Rồi xong tới rồi. Yay, vui quá. Đã màu nè. Các bạn biết gì không? Nhìn đây.
nhìn thấy chưa, đã với bạn. Bây giờ bây sẽ... ui mình tự cầm, mình không có cần làm gì luôn á bạn. Đó, mình cầm thôi là nó cũng đủ rồi. Đó, cái này là mình tự mình nhấn nó mới đi nha bạn. Còn ai mà lười á, cầm cái này lên. À, hồi nãy bị lỗi. Bị lỗi á bạn. Nên chị ở đâu nó cũng gì hết đấy. Hello. Hello mấy bạn. Happy sẽ giúp mấy các bạn. Này, giúp mấy các bạn kia nha bạn. Rồi, bây giờ Happy đi về đích lại nha. Trời ơi, nguyên một đường luôn nha các bạn. Nè, nguyên một đường luôn. Happy đang phá nhưng mà mấy bạn kia không có thấy được đâu. Ở đây thì mình có thể lựa màu da luôn á. Và mình có thể chạy nhanh được luôn các bạn ơi. Đúng. Tốc độ này tốc độ chậm. Nhanh. Tốc độ nhanh quá. Các bạn ơi đã chưa các bạn ơi? Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn muốn Happy bắt cua nữa thì hãy nhấn like và share cho Happy có động lực để Happy bắt cua cho các bạn xem nữa nha. Giờ thì bye bye các bạn nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.